Shopmoviet.vn bán ít liên quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Ok, chào anh em nha. Ngày hôm nay Mô Việt sẽ chơi Latalia băng nữ tâm thần băng tâm thần nữ cái này thì cũng đúng rồi, nhưng mà thực ra mình đọc hơi sai. Băng tâm thần nữ các bạn ơi, một trang phục siêu đẹp của Game Mobile. Và Latalia mùa 20 chơi có ngon hay không, các bạn cùng theo dõi Mô Việt đánh Latalia nha. Sau cái tâm lính đầu tiên mình dọn thật nhanh, sau đó áp lực dừng tim ạ. Đó, bạn ấy ăn bùa đỏ, mình ném hai chiêu vô là cái máu rồi. Sau đó thì mình bật cái hack map lên anh em ơi, map sáng quá rồi, map sáng quá thì mình ném cái chiêu hai vô ném cho một luôn. Map sáng quá, chắc có lẽ Aoi sẽ thốt lên cái điều đó, nhưng mà thực ra anh em ơi, đó là cái sự tính toán từ trước rồi, hay còn gọi là đọc map tốt đấy các bạn ơi. Nhớ là quan sát minimap và đọc map thì các bạn sẽ hack map được, chứ không cần phải dùng cái ứng dụng thứ ba đâu. Ứng dụng thứ ba thì các bạn sẽ bị khóa lick đấy. Còn chơi cái này thì không bao giờ các bạn bị khóa lick luôn. Rồi, cái công thức của những con tướng limit thì hôm trước mình đã trình bày với anh em rồi. Trong trận đấu này có một thay đổi một tí, đó chính là team mình không ai ăn rơi. Thế là sau khi tơ linh thứ hai mình tiêu diệt AoE, mình dọn tơ linh thứ ba mình hỗ trợ team ăn rồng luôn. AoE trận này hơi đen, cứ thò cái mặt ra là dính cái chiêu hai vào các bản mặt rồi, rồi lại đu dây chạy đi vị trí khác. Con Natalia này là một con tướng cực kỳ khỏe. Nó khỏe là bởi vì sao? Bởi vì sát thương khủng, thứ hai là tầm chiêu xa, thứ ba là khống chế cũng khá là nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là hack chiêu and hack map. Ui, con này hack không thành công rồi. Đoán bạn Guido đứng đó biến về, nhưng mà mình tách chiêu ra thì cũng không trúng cái tia nào luôn. Ok, từ từ nha, hết mana rồi, chơi hack chiêu nên là mana cũng hơi bị hao. Nếu mà cướp được bùa xanh thì nó ngon hơn, nó dễ chơi hơn. Chứ nãy mình ăn được bùa đỏ thì cũng không có nhiều tác dụng khi chơi Natalia. Trước thì mình hay có cái kiểu là ở slogan đó là chơi Natalia là phải cướp nha. Cái câu này thì từ cái câu cửa miệng luôn, nhưng mà hôm nay chơi thôi, tha cho AoE một tí cho bạn ấy chơi game. Hôm nay mình chơi trận bài bình thường nha. Mình sẽ hỗ trợ team khi mà có đồng hãy ganh đồng nhiều đó, khi mà có rơi hãy ganh rơi. Bây giờ là vẫn có rồng nên mình vẫn ganh lên rồng, nhưng mà nãy giờ là chưa lụng được cái mạng nào luôn anh em ơi. Vóm 2 phút rồi. Tập trung nào. Tara, trách đồng đi Tara ơi, đừng để mất rồng. Thực ra con rồng nó rất là lợi trong 90 giây tiếp theo khi team ăn được. Ui, ném cái chiêu. Ok, 3 kỹ năng định hướng lên nè. Đôi khi các bạn ném hụt thì quá bình thường luôn. Con này ném auto trúng 100% mới là chuyện lạ, chứ ném hụt là bình thường nha. Nhưng mà cũng can trượt một tí để ném trúng nhiều hơn trượt, chứ trượt nhiều hơn trúng thì cũng hơi lú cái đầu đấy. Ok, ăn rồng. Có chỗ 2 là Vena phải tốc biến ngay. Còn cái bạn AoE cái Lavo là phải chiêu cuối chạy ra rồi. Thế thì làm sao bắt được team mình? Đó, lợi thế anh em ơi. AoE này, Gildu này. Ôi, không chết à? Gildu, ây da. Hơi bị lụt cái đầu. Rồi, cái tầm này mình xin chịu của luôn. Ok. Mặc dù hơi lụt cái đầu nhưng mạng vẫn lụt rất là đều nha các bạn ơi. Hình như là một cái pha đâu đây là triple kill cho Mô Việt. Thực ra thì lâu rồi không chơi nên là cũng hơi bị kiểu là căn chiêu chưa có chuẩn xác. Nếu anh em luyện tập nhiều chắc chắn căn chiêu sẽ dễ hơn và chuẩn xác hơn nha. Bình thường thì các bạn hãy ném chiêu 1 từ xa đấy. Nếu mà chiêu 1 trúng cả 5 tia thì được hồi chiêu luôn.
cấu gì ở từ xa nha, bởi vì tầm chiêu rất là xa. Anh em có thể điều khiển tia chụm lại hoặc là tia tách ra tùy theo cái việc các bạn muốn tấn công tướng địch như thế nào. Đấy. Tất nhiên là tia chụm lại thì nhiều sát thương hơn. Còn kia tia tách ra thì mình tấn công trên diện rộng nhiều hơn. Rồi. Cứ cấu diễn bằng chiêu một cái đã nha. Còn hồi chiều cứ xài chiêu một hết đi. Rồi tướng địch áp sát anh em hãy dùng chiêu 2 ném vào mặt, hoặc là các bạn lúp lùm thì các bạn dùng chiêu 2 trước. Sau khi dùng chiêu 2 xong, ấn luôn chiêu 1 và ấn luôn chiêu cuối, sau đó di chuyển chiêu cuối theo hướng di chuyển của tướng địch. Combo chỉ có vậy thôi, nhưng quan trọng là chuẩn xác, đúng không anh em ơi? Ôi, lù cái đầu chạy làm sao được nữa bạn ơi. Mặc dù là căn chiêu cũng phải là nót, nhưng mà cũng phải có độ nhanh. Ví dụ khi anh em ném chiêu 1 rồi, tướng địch gần chết anh em có thể xé chiêu cuối luôn, ấn luôn chiêu cuối. Hoặc là cái combo chiêu 2, chiêu 1, chiêu cuối anh em phải thực hiện thật là nhanh, bởi vì cái thời gian khống chế không có nhiều. Anh em phải thực hiện nhanh để có thể là dồn nhiều sát thương hơn trong cái thời gian ngắn đó để tiêu diệt tướng địch luôn nha. Con này là con tướng sốc đam, cấu rỉa áp lực cực kỳ mạnh trong meta mùa 19 đến 20 hay là các mùa khác. Nói chung là khỏe cực kỳ luôn anh em ơi. Joker chạy cái đường đấy thì chết thôi mình nha. Ok, bé quy kìa. Bé quy này, ui. Thôi, xử lý Gidu. Gildu này, Gildu này anh em ơi. Hack chiêu là dễ nha. Thật ra có bùa xanh hack chiêu cực kỳ dễ luôn. Con này thì bạn hãy lên đồ theo kiểu đồ semi, nhất là cái trang bị trấn phái của Natania là quyền trượng VA ấy. Anh em không thể thiếu được khi chơi vị tướng này. Cái chiêu 2 của mình hồi rồi, nó còn bị thả tim nữa chứ. Ok các con khỉ anh em ơi. Nói chung là đến phút thứ 6 mà mình đâu đây cũng lụm được 9 mạng là không phí công là tung chiêu vào không khí. Khá là nhiều. Nhưng anh em đừng ngại, hãy tung chiêu một liên tục đi, cấu rỉa liên tục đi, đừng tiếc chiêu. Trong trường hợp tướng địch không thể áp sát được mình thì mình cứ ném hết chiêu đi để áp lực team bạn về. Đó, và khi team bạn về thì team mình sẽ lấy được trụ. Đơn giản như vậy thôi. Ôi, chưa có chiêu 2, chưa có 2. Có chiêu 2 là lú cái đầu bạn Gidu luôn. Thực ra mình muốn ném trúng AOE, nhưng mà biết một kiểu gì nó lọt xuống bạn Gidu phía sau. Thề, quê dã man. Trời, giờ gì mấy cu. Chơi cái gì vậy? Giờ cái gì bạn ơi? Đùa. Trời, sạch sẽ vậy bảo chơi giờ. Anh em thì có thấy map sáng không? Mình chơi game không map sáng nha. Mít mua bản đồ bao nhiêu ấy. Lại bảo mình hack map rồi anh em ơi. Mua bản đồ bao nhiêu, vô mua bản hack bao nhiêu. À, cái này thì mình không có mua. Cái này mình tích lũy kinh nghiệm thôi. Chắc có lẽ là team bạn đã bảo Aoi bảo thằng Mít team bên kia nó hack map ấy, còn Natalia nó hack map ấy. Đấy. Dừng team bạn bảo vậy anh em ơi. Chắc là mình ném chiêu hay quá. Nhưng mà thực ra nãy giờ anh em thấy mình ném chiêu mù bắt cực kỳ luôn. Toàn chiêu vào không khí thôi. Được cái là tướng khỏe nên là mình chơi kiểu gì mình cũng xanh ý. Nói chung là cầm những con tướng khỏe là leo rank cực kỳ dễ luôn. Nhưng mà khi làm clip ý, mình làm tất cả các tướng. Đấy là nhiều khi cũng ăn hành phết anh em ơi. Bởi vì chơi những con tướng yếu mà. Chơi những con tướng yếu khó gánh team. Chơi con tướng khỏe gánh team cực kỳ dễ luôn. Con Natalia này thì nói chung là các bạn áp lực rất là dễ và là con tướng có thể giúp các bạn chiến thắng rất là sớm nha. Nếu mà có một người bạn mà chơi cùng chơi vị trí HP mà mình chơi Natalia, các bạn hãy rủ người bạn đó vô rừng team bạn để áp lực. Nói chung là có thể cấp sạch sẽ rừng team bạn không có con bùa nào luôn. Lúc này thì mình hơ lương tay với bạn Aoi. Nhưng mà thực ra là chưa có cơ hội thì mình ăn sạch sẽ từ quái nhỏ đến bùa luôn anh em ơi. Chẳng có chừa cái thứ gì đâu mà lương tay. Rồi tốc biến đi mà chơi luôn. Ui bạn ấy cũng tốc biến anh em ơi. Nhưng mà có lẽ không chạy thoát bởi sự chính xác của Mark đâu. Rồi cứ đợi chưa mình ném ra thôi. Không ai áp sát được mình anh em ơi. Game cực kỳ dễ. Game cực kỳ là dễ. Mặc dù ném chiêu vào không khí hết. Ok, xảy, trời. Mình bị lố cái đầu rồi, bị lừa tình lố cái đầu anh em ơi.
cái nhở, nãy giờ toàn ném chiêu vào không khí thôi. Đâu đây là 10 chiêu thì đến 9, 8, 8, 9 chiêu là vào không khí rồi. Quê dã man luôn. Nhưng mà ném nhiều thì đôi khi là cũng phải lụt được mạng đúng không anh em ơi? Một đứa, hai đứa, ba đứa. Rồi không, không chạy nhanh là chết nha. Còn bé Hoi là nữa. Chạy đâu ở con sâu, ui, quay một vòng trái đất. Một vòng, ui, không được, cái tốc độ của quay nó hơi bị nhanh. Rồi anh em ơi, AOE trong lụt. Ôi mình ném hơi ngắn anh em ơi. Rồi bụi này này, bụi này luôn. Hack map mua bản hack ở đâu vậy? Chắc chắn lại thốt lên điều đó rồi. Nhưng mà thực ra anh em thấy là xem clip mua Việt là mắt tối thui nha. Ok, video clip mình trên Natalia đến đây hết rồi. Xin chào anh em bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.